Hôm nay Liên hướng dẫn cho các bạn ngâm măng khô, cách ngâm nó mau mềm mà không hôi nhé các bạn. Các bạn sẽ chuẩn bị nước khoảng 60% ấm ha, không có sôi nha, nó vừa nổi bọt bọt như vậy nè các bạn, là các bạn ngâm được ở nhà. Có tỷ lệ chăm tí con sủn bị hơi nằm ngủ sen xô mỹ le để cho chuẩn bị luyện cái sủi dầu xíu xíu cái đi xăm hãy cái tẩy đồ cái đi sủi hơi mị quảnh dọn lại cái luyện luyện chứ bởi vì bãi là hơi đó cũng mà bãi hay được cầu đó ha, có đi con sủi này cả cũng mà đi đi hay cái hay luyện luyện cả cũng đi chăm là hơi đó nè, chăm hơi sập co chung ngâm 10 tiếng nha các bạn. Nếu mà các bạn 3-4 tiếng không đủ ấm ấm thôi, giống như mình có thể ở cái giòi nước ấm ấm cũng được nó thì hỏi gì hôi cứ đi luyện sủi cho tắt cả ha, cấm đi chăm sập cả chung nhìn hầu xin choi phao chỉnh sảy này các bạn. Mình ngâm hồi buổi sáng sớm 10 giờ tới bây giờ 10 giờ 12 tiếng rồi đó nha các bạn, là cái màu vậy ha, cái măng á ngọ thì chủ mà phải lời sập điểm chung mà chầm hơi hay cũng sủi với gan thì sảy hồi co hồi ha. Không nên nghe mà từ chầu sảy cho hủy ra chầu phun gì sủi chầm mà chầm hủy ha. Bây giờ là liền nấu nước sôi để ngâm nó lại một chút xíu nha. Cái này mua ở Việt Nam đó, cái khi họ hãy việc làm rồi lại để việc làm có được rồi ngàn cho cái con nó mình cắt nó ra một chút xíu đi, nó hơi dày ha. Cái này là con sủng choi bamboo. I soak from morning 10 o'clock, now it's 10 o'clock night time. She's still hot, she not be soft. I cook some water so soak more, keep more time. This one good and delicious. Yeah. Cái này á mình phải ngâm nó nhiều lần lắm, ngâm tới 2-3 ngày lận, không phải mà coi thấy các bạn mà có 1-2 tiếng đâu. Liên ăn qua Liên lúc nào cũng phải làm tới 3-4 ngày mới ăn được đó. Rồi cái này nó cứng dữ lắm, cũng là thì chỉnh hôi hủy nó mình xảy cung hậu đó. Thế là tí đi dùng sữa đi lục thôi, hồi giờ xảy chầm là cái chầm đó bị ra phạt rỡ là tại vì ta phải pha hồi sữa á, khoảng dây sữa chầm hồi mình rửa sơ 2-3 nước rồi mình lấy nước sôi mình bỏ vô ha, bỏ vô luộc nó chút xíu mình ngâm nó qua đây rồi xong rồi sáng mai luộc nữa chứ không có luộc liền vô nha các bạn. Và mình ngâm mấy cái này á mình phải rửa cho nó thiệt là kỹ, không phải thôi mình măng mà nó đắng nha, nó bị chuyển mình hơi thao hơi một con chèn đó hơi quỳ hết chầm với sủng trời hơi phủ ra đó, mình rửa cho nó hết vàng ha. Rồi bây giờ là nước sôi mình bỏ vô nha các bạn, mình bỏ vô ha, bây giờ thì quánh á mà để phong rồi á, quánh thì phanh chung mà chầm hãy được, mình cho nó sôi khoảng 5 phút giờ mình tắt lửa ha. Nè hồi nãy giờ cũng sôi được 5 phút rồi, tắt lửa chảy nắp lại ha, đẩy nó lại cục chỉa chành cán tắng hơi phát đó, tắng hơi tung chỏ ngồi thì xin choi sảy co hỏi cũng mà chầm to giặt xin choi chút sủi. Rồi các bạn ơi, sau khi ngâm được đem qua nha, bây giờ là mình rửa ha, rửa rồi ngâm tiếp nữa nha, ra thì dầu cho sảy đi chỉnh đi đi sụn nó sảy đất cổ cảnh trơn rồi hay đi sảy xíu xíu hơi với chành cán dầu phủ dầu trầu ha, đi sủi tủ cho người cũng là phải tỉ sự lên điện biết từ sơ được trời chồng. Bây giờ thì mình rửa nó ha, làm nhanh trở lại mình luộc thêm lần nữa, luộc 2-3 lần luôn đó các bạn, không phải luộc một lần 2 lần được đâu. Bây giờ thì mấy cái này nó lớn thì mình cắt nó ra để nó ngâm nhanh hơn chút xíu ha, mình tỉ nó ra các bạn. Nó thì chi si hôi hụi tẳng hụi xay xíu xíu bọt xíu xíu gì tí á ha, tí tí sỉnh hổ hổ xịt toàn hay lấy hổ to công phu để trụ đi trụ tắt sinh lý tắt hổ lấy hơi cho phủ phủ cái tí mị tụ ra ha. Cũng thì thôi thì bố chi quách cho hổ, bố chi cọt cho hổ, mình có thể nấu bún măng
dịch, bún bằng bò kho, muốn làm mà bún miếng cũng được đó các bạn. Cái loại này mình mua ở Nha Trang nè, ở tỷ ca dầu cho giờ xi hoi hủy đó cũng cho chầm văn hủy chầm văn hủy sập qua chung phạt cho chung cũng cái xuất 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 sạp sạp hủy rồi cho xảy ra hủy cũng ngọt xỉn tuổi sủi chinh xài cũng ok đó. Cũng rồi chầm văn lại lì gỡ mà tắt rồi cho chầm tôi thấy nhật lắm, mình ngâm qua đêm nữa các bạn ơi ha. Nó phải có thời gian cho nó nở ra các bạn, nó thì như bị xì can hủy hay phát cho lì cơ. Rồi nó dạo cây trục sảy rồi thì cũng rồi ha, mình tiếp tục mình rửa đó, mình rửa đó khi mà nước trong là được rồi đó các bạn. Thao có dạng hủy á, thao tôi chín sủi á. Cây trục chúng tôi chín hủy chỉ ha, này đi thì sủi chín xài rồi ha, cũng mà tắt đó. Khi nào cái nước của nó chín trong vậy là được rồi. Cái cá hơi tắt chỗ là thì cũng ngọt thì chầu pin nó thiếu chu kìa, ngọt thì xi hoi hủy á. Này với cá sủi quẩn ra, nước sôi mình bắt lên mình luộc thêm một lần nữa là được đó các bạn, phải luộc phải ba lần ha. Đó, làm vậy để có thời gian nó nở. Thôi mình đã chuẩn hết nó 5 phút rồi nha các bạn. Ngọt thì với kiến hay bị hơi quẩn cho một phân chung siêu cò là cũng với cá này tủ cho lì cho sảy chinh sủi sảy rồi hơi con chèm ha. Với cá tủ cho lì ra. Các bạn ơi, bây giờ mình đã ngâm được 2-3 ngày rồi nha. Mình rửa, mình ngâm, mình luộc ha. Có gì kiến châm chỗ hay lẫn xám dạch cơ la, dầu sảy, dầu châm, dầu sạp hủy, dầu chút sủi ha. Xí hủy xùi xùi tỉ, mít xùi hủy cho lì ha. Ngõ tì gì kiến hay chù diện có con sủn hay chút sủi châm sảy hoàn thành là oi lì chảo dục hay oi lì chỉ với hay oi lì bu manh bu tho hỏi gì sẵn sẵn xịt mấy vậy tôi hỏi gì hay chỉnh lọc hơi tôi tắt cả ha. Cảm ơn to chè tại các sáu thấy đó. Ok, mấy cái măng Liên đã sơ chế xong rồi, các hoàn thành ngâm rửa luộc qua cái quá trình cũng 1-2 ngày nó mới được ngon nha các bạn. Bây giờ đã sơ chế xong rồi mình có thể là kho thịt xào nấu tìm cũng được nha. Cả nhà xem video của Liên trong cái quá trình mà sơ chế. Okay, thank you, bye bye.